Innova anh chị, Innova 25, gốc thành phố, biển thành phố, bản đủ 2.0e, số sàn đời 2015 nha anh chị. Xe này nó rin thì thôi rồi luôn, quá rin, quá đẹp anh chị ơi, xuất sắc luôn. Odo chạy tám mấy ngàn, cái máy mới lắm, nắp cò chưa mở. Anh chị coi nha, xe này là mộc mạc, chưa có đầu tư gì hết, chỉ có dán bộ phim cách nhiệt với bọc ghế da. Nói chung là xe này thiếu cái màn hình, nói vậy đi cho nó dễ, thiếu cái màn hình, thiếu đúng cái màn hình. Sơn rin xe này còn nhiều, rất là nhiều, mình thùng là bao đẹp nha anh chị, bao đẹp. Cái máy đỉnh lắm, cái gầm rất là đỉnh luôn, cái gầm mới ken luôn, gầm còn đen mung luôn chị. Odo chạy lanh quanh 100 ngàn, chưa tới 100 ngàn. Mình nhìn cái đèn của nó nè, đèn cực sáng luôn anh chị, thấy không? Cái này bên Tâm bán 428 triệu nha, 2015 nha anh chị, 2015, giấy thành phố, gốc thành phố, bao rút hồ sơ, năm vỏ mới thay, đăng kiểm còn tới tháng 4 2023, tức là còn 3 tháng nữa là đi đăng kiểm lại. Xe này rin, đăng kiểm vô tư nha anh chị, vỏ lốp mới tinh, đăng kiểm là một nốt nhạc. Chỉ có nay là đăng kiểm hơi chậm, bởi vì cái lượng xe nhiều mà trạm đăng kiểm nó có một số nơi bị gián đoạn nên nó hơi chậm đăng kiểm thôi. Mình cứ mua xe rin về đăng kiểm khỏe lắm, không có lo ha, tất cả là rin hết, chưa có lai tạp hay chế độ gì hết nên hết sức là yên tâm. 3 tháng nữa đi đăng kiểm lại. Tại công ty ô tô Duy Tâm có con xe Innova đời 2015, xe bao cọp nha anh chị. Giá trị của nó thì xe này còn khoảng 90% nha, bởi vì chạy mới có tám mấy ngàn cây à, cái máy mới dữ lắm, cái máy rất là mới luôn, rồi cái nội thất nó len ken luôn. Rồi Tâm cho anh chị coi, dạo này là xe 7 chỗ bán rất là nhanh nên Tâm gặp xe đẹp Tâm cũng mua gấu lắm, mua gấu, mua cao một chút để có xe về phục vụ bà con nè. Mình nhìn mấy công tắc này như mới luôn anh chị, thấy không? Mà được cái góc Sài Gòn, biển Sài Gòn nữa, nhìn bán lời nè, nó đẹp xe dữ lắm anh chị ơi, đẹp xe dữ lắm. Xe này bên Tâm bán 428 triệu nha, bao đẹp, bao chất lượng, tuyệt vời anh chị. Bốn trăm hai mươi tám triệu keo chỉ nè, mới, đúng mới luôn á. Rồi bán lời nè, đã không anh chị, rất là đã luôn, ốc nè 428 triệu nha, hỗ trợ rút hồ sơ nha anh chị nè. Sản xuất năm 2015 nè, 25 form mới thì thứ nhất là cái kim đồng hồ nó màu đỏ, thứ hai nữa là mâm phay màu đen, thứ ba nữa là xi nhan trên gương đó. Chỉ cho anh chị mấy cái điểm để đi coi xe 25 lên hay là xe 25 rin nha. Năm sản xuất là 25, nội thất nó là ghế da simili xịn luôn. Hồi sáng nhân viên mình đi lấy về nè, nó đem mới lấy về hồi nãy luôn, lấy về nãy giờ chắc 2 tiếng đồng hồ, mới mới lấy từ dân ra tới mới 2 tiếng đồng hồ, cần tiền nên bán gấp. Xe này thì chỉ có dịp này anh chị mua nó mới được xe đẹp với lại xe giá hợp lý thôi, chứ qua Tết thì Tâm không biết như thế nào nha, tình hình cứ thuận lúc nào mình làm lúc đó thôi, qua Tết tính sau. Chị coi nè, dàn công tắc nè, đẹp ớn không? Rồi công tắc nè, công tắc nè, vô lăng nè anh chị nè, vô lăng sắc sảo không? Ta mua xe là mua cỡ này nha, quá sắc sảo luôn anh chị, thấy không? 428 triệu nha, qua Tết thì tính qua Tết, còn bây giờ tính bây giờ, xe đẹp mình cứ mua về mình trữ, nếu mà chưa bán được thì chưa tìm được đúng cái người thích xe cọp thôi, chứ cái này mà gặp người thích xe cọp thì vô là lậm liền, chạy bao nhẹ luôn. Có lăng làm gì? Đó, nè giờ nó mới rơm lại nè, nó rơm lại nè. Anh chị nhìn thấy có vô lăng không? Gai góc còn y luôn. Nè nhìn cái gai góc nè, có nghĩa là cái điện thoại mà có những cái chi tiết mình phải rơm lại từ 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 nó rơm lại mình mới thấy nè. Mới lắm, cục cục số nè.
cục số cái gân 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 này còn y luôn nè. Mấy bữa nay là ta mua toàn là xe dữ không nha anh chị. Euro này chưa tới 100.000. Sao cho thấy anh chị thấy cái cục số này ta. Đó. Tâm chỉ cần nhìn ba món hay là tâm quất liền à. Cho tâm coi cái túp bi cửa, cái cục số với lại hai phé qua lăng. Là nếu như xe này thì tình hình này chạy chưa quá 100.000 nha anh chị. Điện thoại bữa nay nó nóng quá hay sao mà rơm hoài nó không chịu gom nè. Nè. Cục số nè. Ngày mai tao mua một con nữa, mắc mắc hơn cái giá mà tao đang bán ra xe này nữa. Nhưng mà mua luôn. Về không có thì mình cứ trưng xe đẹp. Nếu như khách hàng mà đi tìm xe đẹp vô gặp Duy Tâm là lụm. Quá cọp anh chị ơi. Ở đô này hiện giờ là 83.535. Rin hết, nước sơn trong này là rin hết nha. Ở ngoài thì có bắn tút một hai chỗ nhưng mà nước sơn rin còn rất là nhiều. Cái mình thùng của nó là đặc đặc sắc luôn. Mình thùng xe này là tuyệt vời. Nội thất xe này là tuyệt vời. Giá thành thì bên Tâm bán cho nhà mình là 428 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ nha. Túp lô túp bi nè. Mới, mới rất mới luôn nha. Mới lắm. Dạo này Tâm hay mua được xe mới bán lời nè. Thường là mấy cái chỗ này nó hay bị rỉ sét nhưng mà xe này nó mới lắm anh chị nè. Nhìn nè. Không. Đó, nhìn về là mình đánh giá được rồi nè. Bảy màu luôn anh chị. Nè, nhìn nè. Còn mới dữ lắm. Mua mấy xe bên Tâm mà xe cỡ này là anh chị đi kiếm không có đâu. Bởi vì sao? Để Tâm phân tích nè. Thứ nhất là những chỗ khác, những cái xe mà mới về là họ nhát mua lắm. Bởi vì Tâm đang bán được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái máu mình cứ thấy xe đẹp là mình khoái. Mình mua cao hơn 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu luôn. Thì dĩ nhiên là mình có cái xe xuất sắc để về phục vụ bà con. Bởi vì cái xe này nửa tỷ mà. Nói 4, 500 triệu nghe nó ít chứ nói nửa tỷ nghe cũng nhiều nhiều chứ bộ. Đó, xe này nó đẹp. Mà thường cái tâm lý người dùng á, họ đi mua cái xe về họ sử dụng lâu dài nên họ cứ lựa cái xe thật đẹp cao hơn 10 20 triệu họ sẵn sàng xuống tiền. Thì cái suy nghĩ bên Tâm là như vậy, còn suy nghĩ chỗ khác á thì họ nghĩ cái xe này nó đã cao rồi, họ không mua. Nếu mà mua về khó bán hoặc là bán chậm họ không dám mua. Thì dĩ nhiên bên Tâm liên tục đưa những cái sản phẩm này về để phục vụ bà con. Thứ nhất là nó quá mới anh chị, quá mới. Tí nữa Tâm cho coi cái máy mà không mê nữa thôi, cái máy trắng bóc luôn. Cái gầm cũng vậy, cái gầm đen mung đen thùi lùi luôn. Nó quá mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không tìm ra một cái điểm yếu nào hết. Chị coi vỏ là còn 90. Gầm là cái trục sau này nè. Tí nữa Tâm quay trước quay lại. Bởi vì ánh nắng ở ngoài đường nó hắt vô nên mình đâu có thấy được. Thường là cái tem trục này nè nó sẽ bị rách. Nhưng mà cái tem trục này nó còn nguyên luôn. Tem cầu á. Còn cái nội thất này nó mới lắm. Tay quay con đội đồ nghề đầy đủ nha. Nội thất này nó rất là mới anh chị. Đèn đuốc nó mới tinh nè. À. Đã lắm. Rất là mới. Cái nhìn cái bọng dè này thôi mình cũng đủ hiểu rồi. Đó, nhìn cái bọng dè nè. Trời ơi, cái bọng dè nó mới nè. Cái sườn rồi, cái bọng dè rồi. Rồi Tâm cho anh chị coi cái gầm nè. Quay vậy thì anh chị sẽ thấy cái gầm dễ hơn. Đó. Chưa rửa chưa chùi gì hết nha. Gầm là Tâm bao đẹp luôn. Xe này là nhà Tâm có cái dàn nâng á. Lại coi xe cái Tâm nâng lên, nâng tuốt lên trên cho mình coi. Cho nó thỏa mãn, gầm đẹp lắm. Trục đồ còn màu mè, chưa sơn chưa dặm gì hết. Còn cái nội thất nè. Đã lắm chị ơi, xe rất là đã. Lên chạy mà không mê nữa thôi, đừng có đi kiếm Innova cũ nữa. Xe này mà lên chạy không ghiền nữa, đừng đi kiếm Innova nó mất công. Chạy nhẹ dữ lắm. Thứ nhất là thành phố á, ta chạy lanh quanh thành phố, trầy xước thì có nhưng mà đi đường dài rất là ít. Nên chất xe nó còn tươi dữ lắm anh chị.
khoái mua xe vòng 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 đây à, thành phố Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, đó là khoái. Còn mấy cái xe ở tỉnh miền dưới là nước mặn, chất xe gầm nó không có đẹp. Đó, khoái mua xe thành phố Bình Dương, Đồng Nai đồ, gầm nó đẹp lắm. Xe đẹp là nó ló cái xe ra, ló cái chất xe ra liền. Còn thành phố thì nó tốt nhiều hơn ở Bình Dương. Thành phố là tốt, tốt xe tốt nhiều hơn Bình Dương bởi vì đất chật, người đông. Anh chị nhớ mẫu mới là cái kim đồng hồ nó màu đỏ nha, còn mẫu cũ là kim đồng hồ màu trắng. Tâm biết sao Tâm nói vậy luôn. Còn cái vấn đề xe thì bên Tâm coi chuẩn. Còn ví dụ như mà cái đời này nó có cái này, đời kia nó có cái kia là cái đó anh chị phải tìm hiểu thêm trên mạng nha. Còn xe bên Tâm coi mà sai là bên Tâm chịu, có cam kết cho nhà mình bằng văn bản luôn là bán cái xe là chiếc nào phải chịu trách nhiệm chiếc đó, chứ không có chung chung được ha. Odo km đó thì Tâm không có nắm vững, còn riêng cái chất lượng xe thì Tâm bao vững cho nhà mình luôn. Nhà mình cứ xách xe đi chết hãng, kiểm tra hãng, sai trả xe hoàn đủ tiền nha. Xe này là xe 2015, cuối 2015, tháng 12 2015 đó, gốc thành phố, biển thành phố. Đăng ký và lăn bánh là tháng 12 2015, sản xuất 2015, ở đô chạy được 80 mấy ngàn, lanh quanh 100 ngàn gì thôi. Chất xe rất là đẹp, tắp lô tắp bi mới tinh à, mới lắm chị, quá mới luôn. Nước sơn xe này thì còn rất là nhiều nha anh chị nha. Giờ tới phần cái máy nha. Hồi nãy Tâm mở bên hông anh chị mình coi không rõ cái gầm đâu. Đây, đèn đuốc nè. Sáng trưng, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh chị coi cái gầm nè. Gầm đẹp lắm. Gầm tâm bao đẹp luôn nha. Ốc tai mình còn trắng bóc luôn á. Đó, thấy không? Bánh xe cua rồi, còn riêng luôn ha, vỏ là còn 90 chín mấy phần trăm nha. Xe này chỉ mỗi tội là 3 tháng nữa đi đăng kiểm lại thôi, mà đăng kiểm xe này khỏe lắm, đăng kiểm xe này quá khỏe, đăng kiểm cái 18 tháng luôn. Xe này đăng kiểm 18 tháng nha anh chị, một lần đăng kiểm vậy là 18 tháng. Con mới rồi, mâm sắn rồi ha, tích hợp xi nhan trên gương rồi ha, đèn đuốc là sáng trưng, mặt ca lăng quá quá đẹp anh chị. Máy thì êm ru luôn, có gắn thêm một bộ đèn gầm nha. Xe này riêng của nó là không có đèn gầm nha, hai đèn gầm này là người ta trang bị thêm á, đèn mới tinh. Mặt ca lăng quá đẹp, xe đẹp thật sự. Tao mua nhiều xe rồi, con xe này cái máy đẹp nhất, máy quá đẹp, máy quá đẹp là nguyên do không có bị chuột đáy anh chị, chứ không bị nước mặn á, nên cái máy nó đẹp dữ lắm. Nhìn ốc nè, không nhìn đồ nè, nhìn ABS 4 bánh nè, capo nè, keo chỉ thì khỏi cần coi nha. Xương đầu nè anh chị nè, mới không? Thường thường là ốc này là ốc ốc ngâm chì nè, hai con này với con này 10 chiếc là xét hết 9 chiếc à. Này là ốc sơn bạc. Cục này còn là xe chạy không quá 100 ngàn nha. Cho kết nước chưa mở nha. Xương đầu quá đẹp nha. Chưa mở ống nào hết à. Đẹp lắm anh chị. Đẹp lắm. Đây. Nhìn ốc nè anh chị nè. Ốc bát à, nó còn mới, mới dữ lắm, 428 triệu nha anh chị,
liên hệ Tâm để được sở hữu ngay con xe vừa ý ha. Xe này rất là vừa ý. Nếu anh chị thật sự đi tìm Innova hoặc là nhà có đông người, hôm qua có cái mấy anh chị kia qua coi mua cái xe 4 chỗ, nhưng mà qua thấy cái Innova bên Tâm đẹp quá, mua luôn cái Innova, không mua 4 chỗ nữa. Thì Tâm cứ phục vụ chung thôi, có nghĩa là tất cả khách hàng đến rồi lựa cho mình một con xe vừa ý, chứ không phải là đi tìm Innova mà qua mua Innova. Có nhiều khi đi tìm Innova mà qua mua xe khác, nó như vậy đó, ốc mà chưa mở con nào hết, còn bao đẹp luôn. Đẹp ha anh chị ha, đẹp lắm luôn. Máy này thậm chí là chưa cần phải rửa nước lạnh xà bông luôn mà nó đẹp dày luôn đó. Có thời gian nhiều, hôm nay rảnh mà, hôm nay ngày 30 đâu có làm gì đâu, 30 âm lịch, có nghĩa là một ngày cuối cùng nữa là bước sang năm mới 2023. Tâm cũng có cái video này gửi đến cô chú anh chị nhà mình có thời gian xem. Mà nếu như ngày mai mùng 1 mà ai đến mua xe, Tâm sẽ tặng riêng lọc, riêng lọc. Mà nếu mà xe này mà tặng nhiều quá thì đâu còn lời, Tâm tặng xe này khoảng 5-6 triệu gì đó, nếu như mua vào ngày mai nha, nếu mua vào ngày mai tặng khoảng 5-6 triệu gì đó cho con xe này. 428, ví dụ 428 đi, rồi lấy 422 là nếu mua vào ngày mai. Còn nếu như mà để qua Tết đó, thì chắc Tâm không bớt được. Thật sự là những con xe này Tâm mua gấu lắm, thậm chí Tâm cho khách hàng coi luôn cái giá mua vô luôn đó, là nhiêu nhiêu luôn đó, thật sự, chứ cũng không che giấu gì đâu. Mỗi một chiếc xe như vậy á thì bên Tâm lời là mười mấy triệu đó, mười mấy triệu. Nếu mà có xe nào mua giá tốt thì lời 20 nó hẳn luôn, cho anh chị coi giá mua luôn. Và anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường mà xe đẹp đó nha, chứ là mà so với dịch vụ taxi hay là xe bị lỗi đồ thì không nói rồi, có thể là có giá 300, 300 mấy nữa, 200 mấy nữa đó. Không không so được, cái đó không so được nha. Ý là so xe đẹp xuất sắc vậy nè, rồi đem đồ này ra so sánh, rồi chất lượng xe và máy và tất cả mọi thứ và mức độ rin và mức độ chuẩn xác của em nó, rồi hãy so đó thì sẽ mua được bởi xe bên Tâm ngay và luôn. Bởi vì bên Tâm cộng lời, có lời nhưng mà lời rất là hợp lý, rất là vừa phải. Vỏ này còn chín mấy phần trăm nha, 4 vỏ mới thay Michelin, mọi thứ hầu như là tuyệt vời, chỉ mua về sử dụng thôi. 428 triệu nếu như mua vào ngày mai mùng 1, đem đem lọc lại, Tâm có tiền, quý anh chị có xe thì Tâm bớt hẳn cho nhà mình là 5 triệu đó, 5 triệu đến 6 triệu luôn, bớt 6 triệu cho nó lọc, 6 là lọc á, là 422 triệu. Liên hệ bên Tâm để được sở hữu ngay con xe vừa ý nha anh chị nha, rất rất là vừa ý luôn ha. Rồi Tâm xin chào bà con, xin hẹn gặp lại.